Nguyễn Thùy Linh chạm mốc lịch sử khi lần đầu lọt vào top 20 thế giới. Thưa quý vị, mới đây, Nguyễn Thùy Linh đã chính thức lập cột mốc lịch sử cho cầu lông nữ Việt Nam khi lần đầu tiên lọt vào top 20 thế giới nhờ thành tích tốt trong chuyến du đấu ở châu Âu. Đây là thứ hạng cao nhất trong lịch sử cầu lông Việt Nam mà một tay vợt nữ có thể đạt được. Trước đó, thành tích tốt nhất thuộc về đàn chị Vũ Thị Trang khi xếp thứ 34 thế giới vào tháng 6 năm 2017. Cột mốc này đến từ những nỗ lực không biết mệt mỏi suốt thời gian qua của tay vợt người Phú Thọ. Đặc biệt, trong tháng 10, Thùy Linh đã thi đấu thăng hoa khi lần lượt vào tứ kết giải Phần Lan mở rộng và vòng 1/8 Đan Mạch mở rộng. Nhờ đó, tay vợt sinh năm 1997 kiếm thêm 9.360 điểm thưởng để có tổng cộng 45.550 điểm, cùng sự nhảy vọt từ vị trí 26 lên 20 trên bảng thứ bậc của Liên đoàn Cầu Lông Thế Giới. Đáng nói, chỉ tính từ đầu năm 2023 đến nay, Thùy Linh đã thăng tiến tới 31 bậc từ vị trí 51. Trên bảng xếp hạng tranh vé dự Olympic Paris 2024, Thùy Linh hiện đứng thứ 15 và gần như có vé đến Thế vận hội mùa hè năm sau nếu giữ vững phong độ.